Xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trên cái cung đường huyền thoại của thôn Hấu Chua. Và đứng bên cạnh em Tuyên đây thì các cô chú đã biết đấy, thì đây là chính là em Mỉ Vlog. Và đây là một bông hoa ở trên Hấu Chua này. Và cũng là nghĩ là một đầu tàu ở trên Hấu Chua. Em Mỉ đang hướng dẫn cho bà con thay đổi và phát triển cái cuộc sống ở thôn Hấu Chua lên. Vì bà con ở trên này còn nhiều cái lạc hậu đúng không Mỉ? Dạ, theo anh nghĩ là như vậy. Vì nếu mà không có những người như em, hoặc có thể bản thân anh thôi, anh cũng đang cố gắng vào những thôn bản này, muốn bà con là bỏ đi những cái hủ tục, còn cái truyền thống thì mình nên giữ, còn cái hủ tục thì mình nên bỏ, đúng không em? Dạ đúng. Đấy, thì các cô chú cũng đã xem bên anh cha hoặc là cũng như ở bạn Mỉ đấy, thì cũng đang thực sự là giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh và cũng rất là tuyệt vời khi Mỉ, đặc biệt Mỉ là một con người ở trên Mèo Vạc được sinh ra và lớn lên ở tại bản Hấu Chua, và Mỉ đang đi làm đẹp cho cái thôn bản mình. Và cũng không những thôn bản mình mà những thôn bản khác nữa, thì một lần nữa anh rất là bái phục em, thực sự là tuyệt vời. Và cũng, em cũng rất là cảm ơn. Và em Mỉ cũng xin chào tất cả quý khán giả thân mến trên kênh của anh Tuyên Hàn Giang. Và em cũng rất là vui là hôm nay được gặp anh và được hướng dẫn anh đi lên trên bản Hấu Chua thăm bà con nữa. Đó, thì anh cũng rất cảm ơn Mỉ rất nhiều, vì thực ra bản Hấu Chua thì anh cũng đã xem qua những thước phim của em, của anh Trao. Cũng có rất nhiều thước phim về bản Hấu Chua này, thì mọi người lầm tưởng hai bản Hấu Chua bên này là Hấu Chua A và Hấu Chua B em nhỉ? Cùng một Hấu Chua thôi anh ạ. Cùng một Hấu Chua một thôi. Tại vì là phía bên kia là có em Thảo Mỹ Linh và anh Nguyễn Tất Thắng hỗ trợ, và phía bên này là có anh Trao Vlog hỗ trợ, nên là tất cả hai bên thôi. Cùng là một xóm hết. Cùng là một thôn Hấu Chua một, không phải. Tất cả ở trên này là Hấu Chua một và Hấu Chua hai là ở tích ở giữa đầu sông Nho Quế. Thế bây giờ anh mới hiểu thêm được, vì cũng như ở đề chia thì ở khu này với khu kia lại là đề chia A và đề chia B đấy. Em cũng đi rồi, em biết đúng không? Dạ, em biết mà. Thì ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Mỉ đấy các chú ơi. Thì bây giờ thì lần đầu tiên em Tuyên được lên đến bản Hấu Chua, và cũng đang nhờ Mỉ là một người là bắt đầu xếp từng viên đá đầu tiên, xếp từng cậy đất đầu tiên đi để làm một con đường này. Và cũng thực sự với các chú là em Tuyên cũng phải xin lỗi Mỉ một lần nữa. Vì em Tuyên nói thật với các chú là cái con đường này thì em cũng đã được nhắn tin và nói chuyện với Mỉ, nhưng mà thực sự với Mỉ là này, cũng phải xin lỗi với Mỉ là bản thân anh thì chỉ có một mình. Dạ đúng. Và cái thứ hai là anh đi làm thì đi làm công tác quay video ấy, lại là thiệt thòi hơn em rất nhiều, vì anh không nói được tiếng Mông. Tiếng Mông anh chỉ nghe được tầm 30-40% thôi. Vâng. Đôi khi phải có những em thề ấy, đi cùng ấy, hỗ trợ ấy, thì mới nói được phiên dịch để cho bà con biết được cái ý của mình như nào, hay là những công việc hay những món quà mình tặng đến bà con ra sao. Đợt đấy thì Hấu Chua thì Mỉ cũng nhắn tin là trên này cũng rất là khó khăn, hy vọng là có thể là bén duyên ra bên này để có thể sẽ làm một cầu nối để đó. Giúp đỡ bà con ở trên này đấy. Nhưng mà anh bảo là anh cũng đang ở bên đề chia, tại vì là anh một mình thôi. Nên là cũng rất là may mắn mà có anh Trao đến đây mà cũng là một cầu nối giúp đỡ bà con ở trên này. Đó, thì cũng phải xin lỗi Mỉ và bà con Hấu Chua, vì anh thì cũng một mình. Đợt đấy em biết là để chia thì cũng đang vào công việc làm đường ấy, cũng không thể đi sang được, mà cái cầu nối của anh thì cũng là một kênh nhỏ nhỏ thôi, nên là cũng không thể chia sẻ lan rộng được nhiều hình ảnh hơn nữa. Đấy, thì ngày hôm nay thì thành quả bà con Hấu Chua đã được một con đường gọi huyền thoại rồi, thì em Tuyên cũng muốn ra đây để cho cô chú một lần nữa trải nghiệm cái con đường của bà con Hấu Chua, cũng từ sự đồng lòng quyết tâm của bà con thì được con đường này. Nhưng bản thân anh hiện tại đi con đường này thì anh cảm thấy khá là dốc. Con đường này thì cực kỳ là dốc anh ạ. Ở dưới này thì cũng không dốc mấy, nhưng mà ở trên thì rất là dốc. Chỗ này là vẫn chưa dốc em? Chỗ này vẫn chưa dốc đấy. Anh ạ. Chỗ dốc quá là ở trên. Thế vâng. Cho anh hỏi, ví dụ con đường này của chúng ta tổng chiều dài là bao nhiêu? Thì tại vì là em cũng chưa đo nên là cũng không biết được. Thì anh lúc nãy có một chút hình ảnh vừa đây cam, anh thấy khá là cao. Cao với lại con đường dài ấy. Và đây thì chúng ta đổ là trong được bao lâu em? Bà con bắt đầu từ vừa đổ vừa đập đá vừa nhiệt đá. Thì hình như là 4 tháng chờ nhỉ? 4 tháng? Vâng. Đấy thì các cô chú đã xem những thước phim của anh Trao Mỉ rồi. Tháng 7 thì bà con bắt đầu nhiệt bộ đá, đập đá để đổ. Những chỗ dốc này là bà con ngày xưa làm rất là khó. Vì em Tuyên cũng bà con đã làm lúc mà kè đá ở đây cũng rất là khó.
Đây là bê đá rất là xa về để kè ở đây. Đây chúng ta cùng xem nhé. Ở đây là một đoạn cũng cực kỳ là dốc nữa. Thì cũng không biết là phải kè như thế nào thì mới chắc chắn được. Nhưng mà đây, cuối cùng thì bà con cũng đã kè được. Đã kè xong vì tôn nền lên đúng không em? Vâng. Với lại chỗ này là chỗ mà trước bà con nhiều bộ đá ở trên này. Và em có một cách suy nghĩ là sẽ dày một tấm bạc ở dưới này để sẽ xúc bộ đá đổ xuống dưới. Đúng thì rồi, sẽ rồi. Không phí bộ đá. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Và mình không phải vận chuyển nữa. Và vận chuyển nó đỡ hơn. À, nếu mà vận chuyển thì sẽ mệt hơn. Đúng rồi. Vì nói thật với Mỹ, Mỹ cũng đã làm đường. Và Mỹ biết thì có nhiều các cô chú mạnh thường quân cũng bảo là tại sao chúng ta không dùng xe rùa, đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà cái con đường dốc như này thì anh không biết là có đẩy được hay không ấy. Con đường dốc như này thì nếu mà đẩy xuống thì lại khó, đẩy lên trên lại nặng. Đúng. Rất là khó. Đẩy kiểu gì cũng khó vì vâng. Đẩy xuống thì nó trôi, nó nặng, nó không an toàn. Vâng. Mà đẩy lên trên thì chắc phải hai người. Đẩy đi trên thì một người thì lấy dây kéo đi trước và một người thì sẽ lấy đặt sau. Đấy. Đây là đoạn dốc nhất và cũng khó nhất. Nên là bà con cũng đang làm những cái giảm tốc. Đây là những cái gờ để cho nó tạo ma sát đấy đúng không? Để à đây. Vâng. Không chịu rồi. À, vâng, đi đâu anh? Sợ. Anh đấy đang phải chống chân là mọi người biết thế nào đấy. Đấy. Ây da. Cũng anh nhìn là anh chưa nghĩ là nó đến mức độ như này. Anh chưa đi đấy, chưa thử đấy. Đây là lần đầu tiên mà anh dúng lên trên này. Wow, wow, wow. Cẩn thận anh ạ. Ôi. Ôi giời. Wow, nói chung là đây là một con đường huyền thoại đấy. Đây cũng là một chỗ nghỉ của bà con ở đây nữa. À đây hả? Vâng. À. Đây là cũng có một cái cây ở gần đường như này. Trời nắng thì sẽ rông và mắc mẻ. Nên là bà con đi làm nương hoặc là đi bẻ ngô, đi chợ hoặc là đi làm việc gì về thì sẽ về nghỉ ngơi ở đây. À. Ui à. Bà con đây là những chiếc đèn năng lượng mặt trời. Bà con lắc theo con đường. Để buổi sáng thì sẽ chiếu sáng lung linh. Đúng rồi, buổi tối thì đi nó được an toàn hơn và nó lung linh hơn. Vâng. Đúng không? Con đường Hầu Chua này thì anh đang biết là khi chúng ta làm nên thì nó đang có một điểm check in rất là đẹp đúng không? Dạ đúng anh ạ. Nó được nhìn hẻm Túc Sản đúng không? Vâng. Và ở đây là một cái cổng trời của bà con và anh Châu Vlog này. Anh Châu đã được đặt ở đây là một cái cổng trời ở Hấu Chua. À. Ở trên này là có một cây to và à. Ở giữa cũng có một cây rất là to. À, và đây à. Là một cái cổng trời của bà con ở trên Hấu Chua này. Bây giờ mình nghe Mỹ thuyết trình đấy mọi người ạ. Thế thì đây gọi là cái cổng trời của Hấu Chua đúng không? Dạ đúng ạ. Hai cây này tượng trưng với cái cổng đấy. Và hai cây là ở hai bên và con đường thì đi ở trong này. À. Đây là cô chú này, đây là hai cây lâu năm nha mọi người nhá. Không biết là bao nhiêu năm rồi anh ạ. Ừ. Đẹp này. Cây này rất là to luôn. Đấy thì phải đi với những con người gọi là từ bàn tay mình làm lên thì người ta mới biết được cái lịch sử. Dạ đúng chứ rồi. Nghe từ người này qua người kia thì nó sẽ không thể rõ được. Thế là nói chung là cũng nói thật với Mỹ là cũng rất là may mắn. Bà con trên vùng cao mình rất là may mắn có những các anh Trao gọi bậc thầy YouTube ở cô chú ạ. Nói thật với mọi người là vậy. Thì lên giúp cho bà con nghèo trên vùng cao này. Đây cũng là một đoạn dốc rất là nguy hiểm. Thế thì cho anh hỏi ví dụ trời mưa này khi bà con ở đây có liệu đi lại được có được không em? Nếu mà trời mưa to thì sẽ không trơn, nếu mà mưa nhỏ thì có đớp ở trong đường này cũng rất là trơn. Đúng rồi đấy. Vâng. Vì anh cũng đã đi ở bên kia. Thực ra cái đường của mình mới làm xong ấy thì nó đi lại rất là dễ. Vâng. Vì nó có ma sát. À, còn những cái đường cũ thì không có. Trên này này là một cái hòn đá rất là to sạt lở. À, xuống dưới này. Trước bà con đổ con đường này thì cũng trơn vừa sạt lở. Nhưng mà cái thời điểm trước mà mưa to thì đang sạt lở ở đây. Đây này. Đây là một cái đá rất là to đùng. Thế chúng ta có phương án gì chưa em? Không có. Anh nghĩ nếu mà qua 1-2 mùa mưa nữa là chúng ta phải tập hợp bà con là cậy bên này đi đấy. Vâng. Không thì nó mà tự sạt xuống kia rất là nguy hiểm ở bên nhà phải dưới. Phải lấy máy khoa để khoa. Đúng không? Tại vì là cái hòn đá rất là to. Nếu mà mình để tự sạt tự nhiên ấy, thì chẳng may sau một ngày nào đêm nào mưa nhiều ấy, thì nó mà trôi xuống thì rất là nguy hiểm nhà bên dưới. Dạ đúng anh ạ. Không thì chúng ta phải tự phá ra thôi nhỉ. Đây là một cái khúc cua thì bà con sẽ lát một cái
đèn năng lượng mặt trời. Ừ. Tổng từ dưới lên đồng đèn năng lượng chúng ta là có bao nhiêu đèn em? Thì chắc là tầm khoảng là mười mấy cái nhỉ, em vừa không đến quên mất. Mà ở đây được cái hấu chua đây rất là đẹp là, ui cẩn thận em nhé. Ở đây là có cái cây thông em ạ. Cây thông này của bà con mình hay là như nào em? Cây thông này là của gia đình em Ly trồng. À, thế quả bà con luôn? À, của bà con ở trên này luôn. Thế được khai thác mà đúng không? Đúng ạ. Anh, đấy, thế là tuyệt vời quá. Về cái đồi thông này, sau này bà con làm nhà ấy nhỉ? Bà con làm nhà thì chỉ chặt những cây thông này về làng gỗ thôi. Ừ, làm anh thấy làm kèo ấy đúng không? Vâng, kèo với lại xà xoay, xà quay. Thế bây giờ trên này là 13 hộ, thì cho anh hỏi một chút xíu là trên đấy là đã có khoảng được bao nhiêu phần trăm là gia đình xây bê tông ấy? Xây nhà bê tông á? Ở trên này thì chỉ có hai gia đình thôi. Hai gia đình thôi. Nếu mà tính bên 13 hộ ở bên này thôi thì có hai gia đình thôi. À. Có anh Vư và em Ly. Cái đợt năm ngoái thì hai anh em đã xây rồi. Từ cái hôm đầu tiên mà anh trao lên đây ấy. À. Thế là lúc đấy đã xây từ đợt anh trao lên đúng không? Vâng, phải xây từ. Mà đợt đấy là xây là chưa làm đường thì vận chuyển là một cái rất là khó nha. Chưa làm được thì cũng giống như cái video mà trước anh trao tải lên thì bà con chỉ lấy một cái quẩy tấu để gùi thôi. Ôi giời, cũng giống không như... không có đường để xe máy chở cả. Đúng rồi. Cũng giống để chia cô chú ạ. Mà bà con ở đây có một cái sức khỏe phi thường. Kiến tha lâu thì sẽ đầy tổ. Vâng. Tại vì là bà con ở trên này thì không có ai tính là hôm nay thì chỉ đến một người thôi. Bà con mỗi gia đình có 3-4 người thì cũng đến cả 3-4 người một ngày. Nếu mà hôm sau mà không có cỏ bò hoặc là không có củ để nấu cơm thì sẽ bớt ra 1-2 người đi chặt củ thôi. Ồ, thế tuyệt vời quá em ạ. Vâng. Có bao nhiêu người cũng cùng hết nhau xuống dưới con đường này để cùng nhau làm. Thế tuyệt vời quá. Chứ không phải là mỗi hộ một gia đình mà có bao nhiêu thì đi hết bấy nhiêu. Có bao nhiêu thì này sẽ đi hết bao nhiêu. Chỉ mong ước là hoàn thành con đường thì bà con cũng rất là vui rồi. Mà thế tuyệt vời đấy, cái con đường này. Mình cũng xem qua thôi. Nhưng mà nhìn ở đúng là thật như các cô chú nói rồi. Nhìn ở video thì nó khác nhưng mà đi thực tế nó khác. Bản thân em Tuyên với Mỹ đang đi, nói thật là cũng đang thở không ra hơi đấy. Hai anh em vừa nói chuyện thì nó rất là mệt. Nhưng mà đang thở khủ khục. Để cái này tí nữa mình thử đi xe là cũng ghê tay đấy. Chắc là anh run lắm. Khá là run mình. Anh không nghĩ là đoạn này nó sẽ dốc như thế. Đoạn này cũng rất là dốc rồi. Chỗ này đã gần đến chưa em nhỉ? Chưa đến, nhà em ở trên. À. Vẫn chưa đến. À, đây là bà con đang nghỉ đây này. Hôm nay là được Mỹ dẫn đi hết cái con đường này luôn. Mà ở đây rất là hay nhé. Bà con được tạo được nhiều cái gờ rất là hay. Gờ đây chéo, là... gờ vuông. Anh cho. Anh cho kẻ như này để sẽ đến chống trơn. Ừ. Vì đoạn dốc này mình phải làm chống trơn, không sau này nó mưa nó sói thì đất nó đến thì sẽ rất là trơn. Vâng. Nhưng mà bên này kẻ kỹ, thế là kẻ rất là kỹ mọi người. Vì bà con tự làm cho mình ấy, thì đường nó sẽ được đảm bảo hơn. Đây là cua mà có một cái view triệu đô. À đây đúng không? À rất là đẹp đây này. Chính đó này em. Vâng, đây là cái khúc cua mà view triệu đô. Đây cô chú ạ. À đây đây rồi. Đây cơ cô chú ơi. Em chưa hình dung ra nhưng mà khi em chưa đứng lên đây và Mỹ đứng ở kia nhìn ra góc đây. góc hình rồi. Đẹp quá. View triệu đô kia thẳng mặt và sau lưng Mỹ kia chính là cái cũng nhìn thả đi phiến bên hệ tu xả bên kia nữa. Đúng rồi. Bên này ôi bên này nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp Mỹ ạ. Nhìn thấy hẻm tu sản này. Nhìn thấy đỉnh đá Mã Pì Lèng này. Và bên kia cô chú nhá, bên kia chính là con đường huyền thoại, con đường hạnh phúc đấy ạ. Đó. Thế tuyệt vời quá. Thế thì từ lúc làm xong đường này Mỹ đã tiếp được rất nhiều khách đến đây chưa? Có anh ạ. Và có rất là nhiều khách đến thăm bà con và đến tặng quà cho bà con nữa. Thế tuyệt vời quá. Đấy thì nhờ có những cầu nối như này thì bà con mới được nhận nhiều quà hơn nữa. Chứ không thì các cô chú không biết được. Và cũng không có quà đến đúng không em? Dạ đúng anh ạ. Và em cũng rất là mong là em sẽ được quý khán giả thân mến ủng hộ em. Để em có một cái tinh thần
để làm một cầu nối yêu thương, kết nối cho bà con. Tại vì là em thấy bà con ở trên vùng cao này, không phải là riêng ở trên Háo Chua, mà là các thôn khác cũng rất là nghèo khổ. Em muốn làm một cái cầu nối để giúp đỡ bà con ở trên này. Thế tuyệt vời thực sự với các cô chú vậy. Mọi người thấy không? Mỉ là hiện tại đang là một người dân bản ở đây, người bản địa luôn. Mà Mỉ đang đem những cái sự yêu thương của mình đấy, mang đi đùm bọc cho những gia đình khác, để làm cái cầu kết nối để các cô chú gửi những món quà đến, thì quá là tuyệt vời. Nếu mà không có những cái cầu nối như này thì chắc chắn là bà con anh nghĩ là sẽ không có quà nhiều đâu. Mà quà ở đây thì nó không được thấm vào bao nhiêu cả. Dạ, các cô chú cho bao nhiêu thì mình sẽ dùng hết bấy nhiêu. Chủ yếu là cái mình phát triển thôi. Từ cái đợt mà anh trao vlog đến đây thì bà con cũng nhận được rất là nhiều quà của quý nhà hảo tâm. Từ lúc mà anh trao chưa đến đây thì bà con cả năm cũng không thấy một ai nào để tặng một cái quần, hoặc là tặng một cái áo, hoặc là tặng một bao gạo cho bà con để được ăn Tết. Thế thì tuyệt vời đấy. Anh Trao gọi là một người dẫn dắt bà con thôn Hấu Chua đi sang một cái gọi là bước mới đấy, đúng không em? Dạ đúng anh ạ. Không dám ví cao sang, mọi người bảo hay trêu đúc tượng để thế này thế kia. Thực ra là bà con ở đây người ta nhớ trong lòng là vui lắm rồi. Dạ. Cần gì phải đúc tượng đâu, đúng không em? Dạ vâng. Đây bắt đầu là những ngôi nhà đầu tiên ở Hấu Chua đây, đúng đây không? Đây là ngôi nhà đầu tiên của em và em Lử. Đây nhà em đây à? Căn nhà bên kia là của em Lử. Căn nhà ở trên này là nhà của em. Thế thì anh sẽ vào nhà nghỉ chơi chút xíu nhỉ? Vâng. Chỗ này là mình đã kết thúc đường chưa hay vẫn còn lên nữa em? Chưa kết thúc đâu, phải đi tít nhà trên kia nữa. Ây chà chà, tại vì là con đường ở phía bên này thì sẽ làm nối con đường phía bên kia. Nối vòng tròn nhau luôn. Nối vòng tròn. Thế là cái hôm nối vòng tròn kia, không biết là hai bên bà con Hấu Chua có liên hoan với nhau để cùng nhau hưởng cái niềm vui này không? Bà con thì tại vì là bên này có anh Trao hỗ trợ, với lại bên kia có anh Nguyễn Tất Thắng và em Thảo Mỹ Linh hỗ trợ, nên là cũng liên hoan riêng anh ạ. Kia là điểm trường đúng không em? Phía bên kia là điểm trường. Mới xây đúng không em? Vâng, cái điểm anh trường mới xây, nhưng mà chắc là sang năm thì các cháu mới được học ở đây. Thế ạ? Hiện tại thì các cháu vẫn đang học ở xuống dưới điểm trường ở dưới. Đây. Đây là căn nhà của em. Nhà Mỉ đây cô chú ạ. Em mời anh vào nhà em chơi ạ. Vâng, ôi. Đằng sau nhà Mỉ có một cái rừng trúc rất là đẹp luôn. Thế là bà con vẫn còn đi lên nữa này mọi người này. Phải đi lên tít trên. Wow. Đây là cái máy trộn mà quý mệnh thừa quân hỗ trợ cho bà con để trộn bê tông đổ con đường. Anh nghĩ đây gọi là máy trộn huyền thoại đúng không? Đúng. Bên anh là bên đề chia thì cứ đây kể cả máy trộn hay là xe rùa. Nó làm lên con đường, rồi nó làm lên cái tên tuổi để các cô chú biết đến. Thì nó là một con đường huyền thoại đây. Con đường mà đổ vào nhà với lại cái rãnh thước nước này thì hai vợ chồng em vừa nhờ bà con để giúp được 3 hôm. Tuyệt vời quá. Vâng. Vâng, con chào chú nhá, nho chồng chú. Vì anh không biết là bố, đây bố là, em à? Đây là bố chồng của em mình. Vâng, chào chú. Vâng, chào chú. Vì, vâng. Cảm ơn chú. Đấy, Mỉ thì cũng vừa mới làm nhà đây. Thế là chuẩn bị có nhà mới đón Tết à Mỉ? Nền nhà thì làm xong rồi anh ạ. Vâng. Đây, chào em nha. Hôm nay nhờ có Mỉ dẫn từ nãy lên để nói chuyện thề ạ, thì mới hiểu được cái bản Hấu Chua nó như nào. Ôi, em đi xe thế thế nào? Hai cây, hơn đấy. Hai cây, nhưng mà anh thấy đi có đường này dốc hơn đường mình không? Dốc hơn nhiều. Khó hơn đấy. Con đường này cũng khó. Nhưng mà anh thấy dốc hơn, anh thấy là anh Dũng đi là còn phải chống chân đấy. Anh Dũng bảo là không dám rồi. anh Dũng đi về thôi. Vất vả như nhau. Thế có dám đi không ấy? Thế có dám đi không đấy? Tí nữa em có dám đi không hay là anh đi? Đi được không? Thật nhá. Tí nữa anh thể có đèo được anh Tuyên đi xuống dưới Trăng Giáp không? Có đi được. Có đi được à? Tin là thề đấy. Vâng ạ. Em vào nhà đi anh. Rồi. Em vào nhà đi. Bên này có điện rồi em nhỉ, đúng không nhỉ? Có anh rồi mà. Không nhầm, chúng ta đã được kéo điện không, rồi. Đổ con đường xong thế vào nhà chưa thế? Quầy. Cũng được quý mệnh thừa quân hỗ trợ ấy. Nên là cũng kéo được điện 3 pha rồi. Kéo được điện 3 pha rồi. Nhà mình rất là rộng cô chú này. Đây này, ngồi anh. Rồi anh cảm ơn. Nhà này, nhà người ta là nhà cao cửa rộng đấy.
Nhưng mà thế này tuyệt vời rồi. Đây là mẫu nhà truyền thống mọi người ạ. Nhà Mỹ là vẫn chưa làm gác xép đúng không em? Dạ chưa làm. Hy vọng là các cô chú ạ, em tuyên nói thật với cô chú là Mỹ đang làm một cái cầu nối cho bà con ở trên thôn Hấu Chua này. Và em tuyên chắc hẳn là em tuyên biết là Mỹ như nào. Vì bản thân vừa rồi ở cái tập trước ấy, tặng quà cho bà con thì Mỹ đang hy sinh hết để cho bà con chọn. Còn đâu là Mỹ thì sẽ chịu phần thiệt về mình. Bà con chọn xong thì Mỹ mới lấy. Thì chắc hẳn là Mỹ cũng đang làm cầu nối, có thể Mỹ đang giúp những hoàn cảnh khác xây nhà hoặc là giúp những món quà khác. Bản thân Mỹ thì cũng không có gì cả cô chú ạ. Vì em tuyên với Mỹ thì cũng đều biết, đi làm đây cái đầu tiên ở cái tâm mình, cái thứ hai thì cũng có cái kinh phí ở cái nguồn tiền lương ở YouTube. Nhưng mà cô chú ạ, để những cái bản thân như kênh em Tuyên hoặc kênh em Mỹ, nó chỉ là một cái cầu nối nhỏ nhỏ, và những cái thước phim của em Tuyên với em Mỹ lên ấy, thì nó cũng chỉ ít thôi. Thì cái tiền lương thì anh nghĩ là nó chỉ trang trải cho mình là một ít tiền xăng xe, tiền ăn uống, đi lại, và cái tiền để cho nuôi con của gia đình cũng không đủ. Đúng rồi. Vâng. Đấy, nên là anh có thấy là đôi khi có nhiều khán giả ấy, mọi người không hiểu được cái sự vất vả của những YouTube nho nhỏ như mình. Vì mình cái tiền lương mình không thể bằng những cái kênh to được. Dạ đúng anh ạ. Và cái tiền được các cô chú tặng cho thì không thể bằng được. Nên là Mỹ đang là cái cầu nối. Mà nhà Mỹ như này thì em Viên cũng nghĩ là hy vọng là những cái người mà sống vì cộng đồng như bản thân như Mỹ đây, sống ở giữa bà con như này, nhưng mà Mỹ đang dành hết phần quà cho bà con, Mỹ chưa dám kêu gọi cho bản thân mình, thì ngay ngày hôm nay bản thân em Tuyên cũng hy vọng là các cô chú hãy hiểu những cái sự vất vả của những người đi làm thiện nguyện đây, mà nhất là Mỹ đang không dám đứng ra trực tiếp kêu gọi. Có thể anh nói thật với Mỹ là như này, Mỹ có thể là hơi ngại như này, Mỹ đang dám kêu gọi cho những hoàn cảnh khác, nhưng mà bản thân Mỹ lại không dám kêu gọi cho bản thân gia đình mình, đúng không? Đúng ạ, tại vì là em đi qua rất là nhiều bản, em thấy bà con cũng rất là khó khăn và nghèo khổ, nên là em cũng muốn kêu gọi cho bà con đấy. Còn em thì như thế nào thì như thế đó thôi. Không phải, anh thì anh biết em mà, vì cũng ở những vừa mới tiếp xúc em thôi, nhưng mà anh thấy là em cũng đang hy sinh những cái món quà mình là người chịu thiệt thì nhận cuối cùng thôi. Bây giờ cuối thì mới nhận, còn thì mình mới nhận, còn không thì thôi. Nhưng mà em vẫn hy vọng là những cái sự chân quý từ những con người mà đang hy sinh bản thân mình, thì có thể Mỹ đang rất là ngại, e thẹn, không dám kêu gọi trực tiếp cho bản thân mình. Vì có nhiều người người ta nghĩ là tại sao đi gọi là kêu gọi cho bản thân mình là trục lợi cho tư lợi cá nhân. Đấy, hoặc lợi dụng bà con để kêu gọi cho mình thì nó không hay. Nhưng mà ngày hôm nay thì em vẫn nghĩ là những sự hy sinh của bạn đấy, em Mỹ đây, thì em vẫn nghĩ là hy vọng là các khán giả từ các bên mọi miền, từ trong nước và ngoài nước, các cô chú theo dõi rất nhiều rồi. Thì em nghĩ là từ những cái sự nhân ái như vậy thì có thể là các cô chú tặng cho Mỹ một cái một ngôi nhà như này đã đẹp rồi, thì chúng ta có thể một ngôi nhà hơn nữa. Vì em Tuyên hiểu là bà con rất muốn là một ngôi nhà xây, để cho người ta gọi là an cư thì mới lạc nghiệp được, nhà đẹp thì bắt đầu mới lo được cho cái cuộc sống bên ngoài nữa cô chú ạ. Thì Mỹ đang rất là thẹn thùng, không dám kêu gọi cho mình, thì em Tuyên nghĩ là mọi người hãy hiểu về những cái sự là hy sinh thầm lặng của Mỹ để giúp đỡ bà con nơi khác, hoàn cảnh khác. Bản thân bạn gia đình mình chưa có, nhưng mà Mỹ vẫn đang đi hy sinh để giúp cho bà con, thì em nghĩ là có thể các cô chú tặng quà cho Mỹ để có thể mình có cái chỗ dựa thật là đẹp rồi, tốt rồi, để Mỹ còn đi làm một cái cầu nối chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Anh nghĩ là như vậy, chứ anh thấy là em rất là thẹn, nhưng mà đấy là một phần thưởng xứng đáng đấy. Anh nghĩ là như vậy thôi. Vâng, em cũng rất là cảm ơn anh ạ. Em thì em cũng rất là ngại ấy, tại vì là vì anh hiểu mà. Vâng. Vì mình cũng đi làm thì mình cũng rất là ngại, vì đôi khi là mình có nhiều cái khó nói, mà nói ra thì lại bảo là mình lại trục lợi với cá nhân. Đúng không? Đúng ạ. Vì mình làm cái gì thế thôi, cũng đều có người này người kia nói, có người thì muốn làm tốt hơn nữa, có người thì muốn thế này thế kia, nhưng mà mình phải làm phụ thuộc theo cái hoàn cảnh địa lý và theo cái con người nữa. Dạ, đúng không? Vâng. Chứ thực sự là cảm ơn em, chứ nếu mà không có anh Trao và không có em, bản Hấu Chua bây giờ thì anh nghĩ là cũng còn rất khó khăn. Nhưng mà khi có sự giúp đỡ của các em, các cô chú thì bây giờ đang một ngày một phát triển hơn nữa rồi. Dạ đúng anh ạ. Bà con từ ngày thay đổi như thế này, từ cái đợt mà bà con làm xong con đường ấy, nên là bà con cũng được tiền hỗ trợ, mỗi gia đình là hỗ trợ 20 triệu để sửa nhà. Ô tuyệt vời quá, vâng. Thực sự tuyệt vời. Nên là bà con đã thay đổi từng ngày, đó chính là nhờ sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm, và chính là nhờ có anh Trao Vlog là một cái cầu nối yêu thương cho bà con, nên là bà con mới có ngày hôm nay.
Nên là em cũng rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm và anh trao vlog rất là nhiều, và cũng rất là cảm ơn anh, tấm lòng của anh đã rất là yêu thương em nữa. Không, hôm nay phải cảm ơn Mỹ, Mỹ đang là một người hướng dẫn viên cho em Duyên để biết thêm. Em Duyên đã xem qua cái TV nhưng mà chưa có thời gian lên vì vì ở đây với chỗ khu vực để chia thì nó là hai con đường khác nhau cô chú ạ. Nó sẽ là Mỹ bên này, em Duyên bên này. Đó, nên là sẽ rất là khó. Nên là hôm nay mới có dịp ngày cận Tết rồi mà có lẽ là anh cũng một lần nữa cảm ơn Mỹ đã không quản ngại đường xá xa xôi và cũng bớt chút thời gian làm hướng dẫn viên, một cô hướng dẫn viên rất là tuyệt vời, hướng dẫn viên sâu sát nhất từng ly từng tí một để giới thiệu cho em Tuyên, để em Tuyên hiểu thêm được cái cuộc sống ở đây và cái nét đẹp và cái gọi là cái huyền thoại tạo nên cái con đường hấu chua này. Thì cảm ơn Mỹ rất nhiều, và cũng chuẩn bị đến năm tới thì anh cũng xin chúc hai vợ chồng cùng gia đình mình, đại gia đình mình một sức khỏe mới, một thành công mới và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn, và nhất là cái kênh Mỹ Vlog của em có thể lan rộng hơn nữa, càng ngày càng phát triển để có thể chia sẻ những niềm yêu thương của các cô chú đến với bà con khó khăn hơn mình. Cảm ơn em nhé. Và em cũng rất là cảm ơn tấm lòng của anh nhé. Và em cũng xin chúc cho anh, chúc cho kênh của anh càng ngày càng phát triển mạnh mẽ lên để làm một cầu nối yêu thương để giúp đỡ được bà con vùng cao ở trên này nhiều hơn nữa. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, các cô chú ạ, có lẽ là bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là ngồi nói chuyện với gia đình một chút xíu, và có thể tí nữa sẽ phải thử trải nghiệm cái tay lái của mình đi con đường này không? Không biết là Thề có tự tin vào tay lái của anh không? Có tự tin vào tay lái em? Em đèo hay anh đèo? Em đèo anh. Đấy, chứng tỏ là Thề đã không tin anh. Thề không tin em Tuyên cô chú ạ. Thề là bản tay lái của bản địa thì đi chắc chắn là giỏi hơn rồi, nhưng mà Thề đã không dám tin em Tuyên để đi cái đường này đây. Đấy thì có lẽ là anh em mình ra ngồi nói chuyện một chút xíu rồi chúng ta đi về nhỉ? Dạ vâng ạ. Và đây hôm nay là thích nhất là cái này, bà con để chia thích nhất là điện em ạ. Vâng, hình như là bà con để chia vẫn chưa có điện nhỉ anh? Chưa có điện em ạ. Vì trong năm vừa rồi anh cũng kết nối nhưng mà cái tin buồn là không thể kéo điện từ thủy điện lên. Thủy điện lại không thể cung cấp cho chúng ta điện lẻ được. Tại sao mà lại như vậy nhỉ? Vì thủy điện nó là một cái công ty. Công ty này nó phải bán điện lên cái tập đoàn, là cái công ty to. Nó không bán điện lẻ tẻ. Ví dụ như kiểu là, như kiểu một anh nói, ví dụ như kiểu một cái đại lý ấy, như kiểu cái cửa hàng sản xuất ra xi măng nhá, thì nó sẽ nó bán cho cái chỗ gọi là đại lý to ấy. Nó không bán, ví dụ cái nhà lân cận ở đây mua 1-2 bao người ta sẽ không bán. Người ta bán cho cái đại lý to. Còn đại lý to này nó sẽ phát triển cho những cái đại lý nhỏ. Đấy thì có nghĩa là thủy điện này nó sẽ phải cung cấp điện lưới lên cái điện lưới quốc gia. Xong rồi điện lưới quốc gia nó sẽ phân chia đi từng vùng như Mèo Vạc, Hà Giang các thứ này. Đó thì mình sẽ lấy từ điện lưới Hà Giang về, chứ chúng ta không thể cắt cái điện lưới nhỏ này được. Đó, thế là cái khó khăn. Vậy thì em cũng rất là mong là sẽ thời gian không lâu nữa thì bà con ở Đền Chia sẽ được kiến điện giống như bà con ở trên Háo Chua này. Tại vì là em thấy bà con ở trên Đền Chia cũng vất vả. Nếu mà không có điện ấy, không thể là làm cái gì để xay bổ ngô để nấu một bữa mềm mến cũng không có. Đúng rồi. Vâng. Thì phải mất thời gian đi xa, chắc là phải đi tận cắn Trung Phi mới có nhỉ? Bà con thì trong đấy thì cũng hiện tại đang dùng cái máy nổ thủ công. Cái máy nổ mà dùng dầu á? Dùng dầu đấy. Hoặc gia đình nào mà có thì có thể vẫn dùng đang cái nét đẹp của chúng ta là gọi là cái truyền thống. Cái truyền thống. Truyền thống của người Mông. Gọi là cái gì nhỉ? Tự nhiên mình lại quên, gọi là cối. Cối nghiền, cối ngô nghiền đấy, bằng cối đá đấy. Nhưng mà anh đang biết là bà con lại thích ăn ở cối đá này hơn, vì ăn nó ngọt hơn đúng không em? Tại vì là cái cố đá này thì xoay được bồ ngô này cũng rất là mềm, với lại cũng thơm và ngon hơn. Đó. Vâng. Thì anh cũng hy vọng là bà con, nhưng mà chủ yếu chúng ta muốn có điện để nó phát triển hơn nữa. Em nghĩ là có điện thì được xem TV, được nhìn thấy nhiều cái lên thì chúng ta biết được cái văn hóa hơn đúng không? Dạ được. Chứ suốt ngày mà bà con cứ ăn xong ngủ sớm lại... Bà con ở đây thì có cái tật là cứ ăn ngủ sớm lại mai lại ra nhiều trẻ con lại chết. Cuộc sống mình đã nghèo rồi cô chú ạ. Nhiều con nhiều cháu là vui, nhưng mà nhiều quá thì lại không vui. Bản thân lại gia đình mình không có mà đẻ nhiều quá thì cuộc sống mình không phát triển được em. Và đấy. Tại vì không biết là bà con ở đây thì bà con ở trên vùng cao này thì có một cách suy nghĩ giống như em không? Tại vì là em, theo em thì em cũng nghĩ là nếu mà đẻ nhiều cũng được, nhưng mà tại vì là mình không đủ điều kiện để nuôi các con đi học, với lại mua quả áo cho các cháu mặc. Đến một cái Tết như này thì nếu mà đông 5-6 đứa con ấy thì phải 5-6 bộ. Thế một bộ là chỉ tính là 5-600 thôi, nhưng mà cũng không có cái gì để đi kiếm được 5-600 cả. Đó, đấy thì
Thực sự với em, đấy chính là những bà con phải hiểu được sâu như vậy, chứ không phải là ai ai cũng hiểu được như Mỉ cô chú ạ. Đấy nên là phải cần những người như Mỉ. Mỉ là người bà con truyền thống ở đây, và Mỉ có thể đi hiểu được tâm lý bà con thì Mỉ đi sâu đi sát từng nhà và tư vấn cho bà con để bà con thấm vào. Chứ bây giờ mọi người mà muốn bà con thay đổi ấy, không phải nói một hôm là xong được. Phải dạ. Nói rất nhiều bà con mới hiểu được chứ, đúng không bà em? Bà con phải từ từ thay đổi. Thay đổi một con người không dễ, vâng. Đúng không em? Rất cảm là ơn khó. Em. Cảm ơn em rất nhiều. Thực sự là Mỉ đang là hướng dẫn viên cho em Tuyên, mà đang cũng thể là ngày hôm nay dạy cho em Tuyên rất nhiều các thứ về cái cách Mỉ tuyên truyền cho bà con. Nếu mà không có Mỉ thì em Tuyên nghĩ là Mỉ hiện tại bây giờ có thể là tổ trưởng ở tổ nhóm này đấy. Dạ em không phải đâu, em cũng là một người dân bình thường như bà con thôi. Nhưng mà anh nghĩ là những người nhanh nhẹn như này thì chúng ta nên bầu là tổ trưởng. Sau này tổ trưởng tổ phụ nữ để cầm trịch những cái chương trình để kêu gọi cho bà con nữa. Tổ trưởng thì đã có ở Hấu Chua 2 rồi. Nhưng đáng lẽ phải có em đấy em ạ, cảm ơn em rất nhiều. Đấy. Anh em mình ngồi nói chuyện với nhau anh. Ok em, nhưng mà đứng ở đây nhìn đấy, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nhìn ra bên kia thì xe máy đi này, mà cái đường cung đường hạnh phúc đang ở hiện trước mắt mình nữa. Tuyệt vời đấy. Cũng có rất là nhiều anh em đến tặng quà cho bà con và đến thăm hai vợ chồng em ấy. Nhưng mà anh em cũng bảo là mở cửa một cái ra là đã thấy view rất là đẹp rồi. Đúng rồi. Anh em ở dưới xuôi á, phải đi mất một ngày một đêm đến đây thì mới thấy view. Đúng rồi đấy. Bản thân hiện tại này, nếu mà cái máy quay của em Tuyên hơi đều thôi. Nếu mà mọi người mà nhìn thấy từ phía xa xa con đường hạnh phúc không? Đang có những cái vị khách du lịch đang đi từng đoàn một mà nhìn thấy cái rất là cảnh rất là đẹp luôn. Mình ở đây thì vùng núi thì chúng ta chỉ nhìn thấy, đây thề cái quen kia là chúng ta chỉ nhìn thấy vùng núi, chỉ thấy đá và núi thôi. Còn ở dưới xuôi thì chỉ nhìn thấy nhà cao tầng thôi. Nhưng mà mọi người đang bỏ tiền ra để lên đây để nhìn thấy núi và thấy đá như này thôi. Em Tuyên nghĩ đây là view, gọi là Mỉ đang nói là view triệu đô đấy. View triệu đô. Thực sự là tuyệt vời. Ok em ạ. Ở đây đẹp mà. Đẹp hả? Thực sự là tuyệt vời luôn các cô chú. Nhưng mà nhà em còn chưa cao nữa. Nhà cao nhất và nhà cao nhất là nhà anh Tủa. Nhà anh Tủa thì cũng thấy một cái view rất là đẹp. Tại vì là nhà anh Tủa thì cao như này, cũng nhìn thả đi phía bên hẻ túc xả bên kia nữa. Thế có nghĩa là nó phải ở mạn mạn bên này nữa đúng không? Không phải, là ở trên. À trên này ở nhìn trên. Thấy hết cả. À ở đây nhìn, đây mình bị cái rừng thông tre. Vâng, nhìn thấy hết tại vì là có cây thông vữa rồi. Nên là không nhìn thấy. Đấy. Nhưng mà thầy thấy không? Bà con ở Hấu Chua khác bà con để chia rất nhiều. Anh tiếp xúc một xíu nữa nhưng mà anh thấy bà con ở bên này nói tiếng phổ thông rất là tốt. Dạ cũng là giống nhau thôi anh ạ. Anh thấy nó tốt hơn chứ. Được vẽ, được căn bản được Mỉ tuyên truyền nữa. Khi nhận quà, cháu xin chú, cháu xin cô, em xin anh. Nhưng mà bà con để chi anh dạy rất nhiều rồi. Nhưng bà con rất ngại ở trước ống kính, anh không biết là ngại ở cái gì nữa. Mình không ăn cắp, không ăn trộm. Mình chỉ cái câu cảm ơn xin là cái lễ phép rồi. Tại sao bà con không nói được mà anh dạy cũng phải 3 năm rồi. Mà không nói gì. Bà con lại không nói ra, cứ thẹn thùng cái gì không biết nữa. Cái từ so sinh đối với bà con thì bà con lại thích nói từ so sinh, nhưng mà anh nghĩ là nên nói từ xin cảm ơn thì bà con, các cô các chú mới thấy được sự phát triển của mình. Tại vì là nó câu cảm ơn thì các cô chú mới nghe được và mới hiểu được. Nếu mà mình nói cái từ là so sinh là người Mông thì mới hiểu được thôi. Đúng rồi. Nên là cũng phải rất là tuyệt vời, em Tuyên đang phải học Mỉ. Vì hôm nay là bà con ở đây ai cũng nói cháu xin chú, em xin anh. Mà cháu xin chào chú luôn. Mà em Tuyên thấy là quá tuyệt vời luôn. Không biết là bà con ở đây là biết tiếng Mông nhiều, tiếng Kinh nhiều hay không. Nhưng mà đây là chắc chắn phải có một đầu tàu. Không có Mỉ thì chắc chắn là không có những câu nói như vậy đâu. Đấy nhá, thề xem nhá. Về mà hướng dẫn bà con nhá. Xong rồi, từ sau mà anh bảo cứ bảo là không nói tiếng Kinh, cứ nói tiếng Mông thì từ sau đừng có bảo các cô chú cho quà nữa nhá. Không, các cô chú trách anh không biết dạy, mà dạy bao nhiêu năm rồi. Nó nhá. Đấy, nhưng mà cố gắng phải phát triển thế ạ. Thôi nhỉ, bây giờ có lẽ là khá là muộn rồi, anh với thầy là trải nghiệm luôn nhỉ, cũng làm phiền hai vợ chồng rất nhiều rồi. Dạ không phiền đâu. Vậy thì em, hai vợ chồng em cũng mời hai anh ở lại để ăn một bữa cơm cùng gia đình em có được không? Ôi rồi, anh cảm ơn, thực sự rất cảm ơn. Bây giờ thì có lẽ là rất là cảm ơn cái sự hiếu khách của em, mà bây giờ thực sự với Mỉ như này cũng là ngày cận Tết rồi. Chứ còn 2-3 ngày nữa đến Tết mà bây giờ cũng khá là muộn, mà bây giờ anh xin nhận cái tình cảm của em. Có lẽ là anh xin hứa là xin hẹn với hai vợ chồng là một ngày nào đó đi, để ăn mặc quần áo đẹp để đi chơi Tết đi. Hôm nay quần áo thì đi làm nó hơi lụng thuộm. Mà bây giờ thì thề cũng rất là vội vào với gia đình vì cũng chưa sắm Tết được ấy. Thì anh cảm ơn hai vợ chồng. Thì hy vọng là có thể ra Tết hai vợ chồng, bọn anh sẽ phiền hai vợ chồng lên chơi Tết một hôm. Được không em? Vậy thì nếu mà đến Tết mồng 1 hay là 12, 13 thế thì mời anh em đến đây chơi
ăn một bữa cơm Tết cùng với hai vợ chồng em có được không? Rồi rồi, anh cảm ơn. Vâng. Anh sẽ lên phiền hai vợ chồng nhá. Vâng. Rồi rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Đây, cảm ơn chồng. Cảm ơn nhá. Thì bây giờ có lẽ là khá muộn rồi, anh xin phép thôi, thử trải nghiệm cái cung đường này. Dạ, vâng. Vì hôm nay hôm buổi đầu tiên, chẳng may ngồi đây thì kiểu gì cũng uống rượu. Và uống rượu không biết là có đủ tự tin để đi lái con đường này không, vì mình hơi lạ nên chưa thử tài mình ở đây được. Em cũng không biết là tí nữa anh thề lái xe chở anh xuống dưới chân dốc thì không biết là anh có dán ngồi trên xe không. Tại vì là đi xuống dưới thì đường cũng rất là dốc. Bây giờ cái kinh nghiệm của anh là như này, thề thì lại không tin anh. Mà anh lại cũng không tin thề cơ. Tại vì là hai anh em thì cũng không tin nhau. Đấy. Nên là thề có tin lái của anh không? Cứ lái cũng thôi, được. Nói vui vậy thôi, còn anh em vẫn tin nhau mà. Thôi, nói chung là toàn là tay lái cũng đi khá là nhiều rồi, chở rất nhiều thượng khách rồi. Nhưng mà cũng con đường thì nó là hiểm trở thì chúng ta mới biết được cái sự khó khăn của bà con trên vùng cao nó như nào cô chú ạ. Đấy thôi, có lẽ là khá muộn rồi, bà anh không liên thiên nữa đâu. Dạ, xin vâng. Cảm ơn hai vợ chồng là có lẽ là bọn em Tuyên phải đi thử trải nghiệm cái cung đường này mọi người ạ. Vâng. Vậy thì hai anh em mình đi nhá. Vâng. Là nếu mà 1, 2, 3 thế thì hai anh em lên đây chơi. Sẽ có, vì hôm đấy sẽ có cả thề nữa, sẽ phải đi cùng nhau để cho nó vui. Hôm nào mà anh Tuyên đến thì mời anh thề đến cùng anh Tuyên nữa nhá. Đưa vợ của anh thề đến nữa nhá. Nói thật với Mỹ là như này đấy. Phải có em thề, cái thứ nhất là đi làm phiên dịch viên. Vì cái thiệt thòi anh nói tiếng Mông rất là kém. Thì anh cũng 30, ở cùng 30, với bà con được hình như là 3 năm rồi nhỉ anh nhỉ? Con ở Đề Chi ấy. Bà con Đề Chi thì gần được 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi, chắc là anh cũng hiểu một nửa tiếng Mông rồi. Cũng gần 30-40% thôi, không nói được nhiều. Không nói được nên nhiều. Là cái... Nhưng mà chắc là nó thì bà con nó thì anh nghe được nhưng vẫn mà hiểu. Anh không nói được. Đúng rồi. À. Có nghĩa là mình làm việc ấy, thì mình nói được. Nhưng mà để nói chuyện như này thì mình lại không nói được, vì nhiều cái câu nó câu từ xa xôi quá mình lại không nói được ấy. Đó nên là cũng phải có những em phiên dịch viên như này thì mình mới đi được và truyền đạt được. Anh học tiếng Mông thì cũng giống như bọn em học tiếng Kinh thôi, tại đó, vì đó. Là nói như câu dễ nó thì mới nó được, như câu mà khó nó thì sẽ không nó được. Nhưng mà Mỹ nó rất là tốt, nên là cái lợi thế của Mỹ là như vậy, nên em phải học Mỹ rất là nhiều. Nói Mỹ nhá. Anh lớn hơn em thì em cũng phải học hỏi anh thôi anh ạ. Lớn hơn nó không quan trọng đâu, quan trọng là cái cách làm việc của mình như nào thôi. Anh thấy Mỹ đang rất là phát triển thì phải học Mỹ rất nhiều chứ. Mình thấy cái nào, có nghĩa là bản thân mình là người ta tốt ở cái nào thì mình học ở đấy, còn cái nào xấu thì mình không học. Đúng không? Vâng. Thôi cô chú ạ, thì cảm ơn sự hiếu khách của Mỹ hai vợ chồng. Thì ra ngày hôm nay vào đến đây thì Mỹ đã hướng dẫn cho em Tuyên đi cái con đường hấu chua, biết được cái gọi là lịch sử tạo nên con đường hấu chua và những cái nét đẹp của hấu chua như nào. Thì bây giờ khá là muộn rồi, có lẽ là em Tuyên cũng xin phép thôi và đi thử tài tay lái với con đường hấu chua này mọi người ạ. Đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn Mỹ nhá. Bắt tay một cái nữa. Vâng. Hẹn sang năm nhá. Nói từ sang hẹn, năm đi. Hẹn mùng 5, mùng 6 hay là mùng 3, 4 thì okay. Anh em mình sẽ có đường gặp nhau nữa. Mà hôm đấy sẽ không phải nói chuyện nhau, hôm đấy sẽ phải hầu chơi một hai chén nhỉ. Phải nói chuyện với nhau với phải uống rượu nữa. Ok, anh hứa hôm đấy chắc chắn phải hôm đấy là đi bộ lên thế nhá. Uống rượu xong đi bộ xuống thôi chứ không dám đi xe đâu. Lái xe lên trên này, nếu mà uống rượu say thì em sẽ nhờ anh em ở trên này chợ hai anh. Nhưng mà nhớ đâu đấy, bà con uống rượu hết rồi sao? Nếu mà uống rượu hết thì sẽ đi bộ xuống dưới để hôm sau lái xe. Ok ok em. Thôi cô chú ơi, bây giờ em Tuyên có lẽ đi trải nghiệm cung đường đây để cho cô chú nhìn thấy được cái sự hiểm trở của con đường hấu chua này nhá. Cảm ơn Mỹ rất nhiều nhá. Vâng. Vậy thì hai anh đi nhá. Cảm ơn Mỹ nhá. Ôi, thế đưa xe còn, này, dắt cho. Đây là quần của mình nhỉ. Đây, ơi Mỹ cất quà nhá.
Vâng, cô chú ạ, thì vừa rồi thì em Tuyên cũng ngồi sau em Thề thì cũng trải nghiệm cái cung đường của bà con hấu chua. Thì cái cung đường này em Tuyên thấy là nó cũng là một con đường huyền thoại thôi. Một con đường nó khá là cua, cua hơn để chia và gấp hơn để chia, nó dốc hơn nhiều. Về con để chia, đường để chia chúng ta thì nó dài, nhưng bà con được cái là mở, chứng tỏ bà con chúng ta mở rất là rộng. Em Tuyên thấy đường đây 1,5 mét đúng không? Nhưng mà bà con để chia chúng ta có thể mở ra ngoài này thì nhỉ? 1,7 mét, 1,8 mét đấy, đường để chia chúng ta làm. Vì bà con bảo là như mọi người thấy là lúc nãy có những cái xe máy ấy, bà con chở cò, cỏ bò đấy, cái cỏ chở củi đấy, không thể tránh được nhau nên phải chúng ta phải từ từ dừng cái xe vào, lật sang một bên thì mới tránh được. Thì bà con thôi để chia chúng ta biết là cố gắng mở rộng ra để sau này hai xe đi nó tránh nhau dễ dàng hơn. Và ngày hôm nay thì em Tuyên cũng là được đến đây, cũng rất một lần nữa rất cảm ơn em Bỉ Vlog thì cũng đã là một hướng dẫn viên thuyết trình cho em Tuyên hiểu được cái lịch sử của con thừng hấu chua này. Và cũng rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình của em đấy. Hai vợ chồng có mời em Tuyên với em Thề ở lại ăn cơm, nhưng mà cũng rất là cảm ơn khi có thể hẹn một ngày nào đó. Vì ngày hôm nay thì quần áo rất nhếch nhác quá, nhìn đi làm nó hơi bẩn mọi người ạ. Thì cũng xin phép các cô chú là để hôm sau em Tuyên có dịp sẽ lên đến bản hấu chua sau. Và ngày hôm nay thì em Tuyên cũng được giao lưu với một kênh YouTube người bản địa trên này, một bông hoa rừng và một em Mỹ đây thì là một người đang tuyên truyền cho bà con rất là tốt và thực sự là giới thiệu những hình ảnh của trên vùng cao nguyên đá, nét đẹp của bà con Mèo Vạc đến với các chú rất là nhiều. Nên là cũng hy vọng là qua những thước phim này em Tuyên sẽ học hỏi được rất nhiều hơn nữa. Và cũng cảm ơn các chú đã luôn luôn theo dõi và đồng hành kênh Nửa Giang. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã có những món quà yêu thương cho kênh, giúp kênh kết nối đến những bà con nghèo này. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô chú ạ. Em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhá. Còn bây giờ em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.